Phân tích bài thơ Dương Phụ Hành của Cao Bá Quát. Cao Bá Quát là một nhà thơ sinh sống dưới triều Nguyễn nước ta. Ông là người có tài năng học vấn. Thơ văn của ông mang nhiều màu sắc phong phú và chủ đề đa dạng, bộc lộ được lòng yêu nước thương dân, tấm lòng đồng cảm sâu sắc với những bộ phận khổ đau bất hạnh, đồng thời cũng lên án mạnh mẽ chế độ phong kiến mục rỗng. Và đặc biệt so với nhiều nhà thơ cùng thời, thơ của Cao Bá Quát lại mang một phong thái khác lạ, bởi ông biết du nhập và làm mới thơ văn của mình bằng những nét văn hóa, cái đẹp vượt xa ngoài lễ giáo phong kiến phương Đông. Và một minh chứng cụ thể cho quan điểm trên chính là bài Dương Phụ Hành. Dương Phụ Hành có nghĩa là bài hành về người thiếu phụ phương Tây, được viết khi ông bị cử theo phục dịch phái bộ đi công cán một số nước vùng Hạ Châu. Thực chất chuyến đi này là hành trình đi phục dịch lấy công chuộc tội. Nhưng cũng chính chuyến đi này đã tác động lớn đến nhận thức tư tưởng của ông khi được tiếp xúc với nền văn minh khác, với những màu sắc mới của cuộc sống nơi xứ lạ phương xa. Trong đôi mắt nhà thơ, người thiếu phụ phương Tây duyên dáng xinh đẹp hiện lên thật khác lạ trong màu áo trắng tinh khôi. Thiếu phụ Tây Dương áo trắng phau, tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu. Có lẽ với đa phần người phương Đông, màu trắng phau không phải là một màu gì đẹp đẽ mà mang nhiều không khí tang tóc buồn bã. Cũng không ai dám tự tin diện chúng ra bên ngoài cả. Có chăng là lớp áo lót bên trong được che đậy bằng thứ quần áo có màu sắc bên ngoài. Thế mà người phụ nữ Tây phương ấy lại vượt ra khỏi tầm suy nghĩ khi diện một bộ váy trắng phau. Và càng bất ngờ hơn, bộ váy áo ấy dường như càng tôn lên cái vẻ đẹp dịu dàng, e ấp của người thiếu phụ. Hơn thế nữa, người phụ nữ ấy công khai tựa vào vai chồng thật hạnh phúc để ngắm bóng trăng thâu. Một hình ảnh mà đối với chúng ta bây giờ thực lãng mạn biết mấy, nhưng trong đôi mắt ngập tràn lễ giáo xưa thì có cái lý nào như vậy. Tuy nhiên, bằng tầm mắt và suy nghĩ rộng mở của mình, Cao Bá Quát lại thấy hình ảnh ấy thật đẹp, thật duy mỹ, thật ngọt ngào tình cảm, khéo mơ ước cả đời cũng chẳng có dịp vậy. Nhà thơ có vẻ ngạc nhiên và cảm giác như bắt được một cái thứ gì đó mới lạ, thú vị lắm. Ông tiếp tục đưa đôi mắt tinh tế của mình để quan sát thì càng ngạc nhiên hơn trước những cử chỉ thân mật âu yếm mà người thiếu phụ dành cho chồng mình thật tự nhiên ấm áp. Ngó thuyền nam thấy đèn le lói, kéo áo rì rầm nói với nhau. Tác giả đã quan sát và ghi lại từng cử chỉ hành động của người phụ nữ. Văn học trung đại khắc họa thiên nhiên con người thường dùng ước lệ tượng trưng. Những nhà nho xưa đã quen ví cái đẹp con người với tùng cúc trúc mai. Nay Cao Bá Quát cũng viết bài hành bằng chữ Hán, nhưng không cần dùng bất cứ hình ảnh ước lệ nào để làm nổi bật vẻ chân thực sống động của cảnh trước mắt. Thiếu phụ phương Tây ngó nhìn ánh đèn le lói từ phía thuyền của người nam, đôi vợ chồng cùng kéo áo rì rầm điều gì đó. Đây không phải là khung cảnh thường thấy trong xã hội phong kiến nước ta lúc bấy giờ. Hành động nhỏ nhặt bình thường cùng cảnh tượng ấm áp ấy đã làm nảy sinh trong tâm hồn nhà thơ biết bao nỗi khắc khoải suy tư khi sống trong cảnh cô đơn nơi đất khách quê người. Người thiếu phụ ấy thấy điều thú vị nơi chiếc thuyền thì tay khẽ giật áo chồng ríu rít tâm sự, kể chuyện nhau nghe, trông thật dễ thương gần gũi biết bao. Hành động này tuy đã đủ ngạc nhiên nhưng vẫn chưa bằng ba câu sau. Hững hờ cốc sữa biếng cầm tay, gió bể đêm sương thổi lạnh thay, uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy. Vợ chồng tựa vai nhau tâm sự cũng đã đủ. Gió đêm đã lạnh, cả hai cùng có ý về nhà. Và cô vợ đã có một cử chỉ thật yêu kiều, thể hiện sự yếu đuối cần che chở bảo bọc của người phụ nữ. Ấy là uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy. Ôi, nghe cái cử chỉ nũng nịu ấy sao thấy xao xuyến và dễ thương đến lạ lùng. Bỗng thấy phụ nữ phương Đông thật khổ hạnh, chắc chẳng bao giờ nghĩ tới việc được chồng đỡ đàn cho tí chút, chỉ chăm chăm cơm nước hầu hạ, chẳng khác con ở là mấy. Tất cả cũng chỉ tại cái lễ giáo cứng nhắc, bảo thủ đã vùi dập, làm cho cái đẹp đẽ trong tình cảm vợ chồng, cái yếu đuối, mong ước được chiều chuộng của người phụ nữ, không có cơ hội ngóc đầu. Lời thơ của Cao Bá Quát cũng như tiếng thở dài và lòng ngưỡng mộ trước một thứ văn hóa xa lạ. Nhưng tất cả những điều ông hằng quan sát từ vợ chồng người thiếu phụ nọ chỉ là cái cớ, cái bệ phóng cho hàng vạn những cảm xúc dồn nén từ tận đáy lòng bấy lâu. Chỉ một câu thơ cuối ta mới vỡ lẽ ra những tâm tư kín đáo ấy của nhà thơ. Biết đâu nỗi khách biệt ly này. Đêm trên bến vắng, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, sương rơi như thấm cả vào hồn người. Kẻ tha hương mang nặng cõi lòng buốt giá, đứng trước thiên nhiên và bầu trời đêm rộng lớn, chứng kiến sự đầm ấm từ đôi vợ chồng, Cao Bá Quát tự thấy mình là khách ly biệt, cô đơn, lẻ loi tủi hờn.
Nỗi lòng của khách biệt ly chính là nỗi đau xót trước thời thế loạn lạc, tài năng không được trọng dụng, con đường công danh gặp nhiều trắc trở và đời sống nhân dân lầm than cơ cực vì xã hội phong kiến lạc hậu, triều đình bảo thủ. Cả Bá Quát đã ngầm ủng hộ quyền tự do hạnh phúc của con người và bày tỏ niềm yêu nước thương dân thông qua bài hành về người thiếu phụ phương Tây. Dương Phụ Hành là một tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc, phản ánh khát khao sâu thẳm bên trong con người, không phân biệt màu da tôn giáo, là nỗi niềm khát khao về một gia đình hạnh phúc, ấm áp, mong ước có được tình cảm gần gũi giữa vợ chồng. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện một góc nhìn mới, một cái nhìn thật nhân văn, ấy là người phụ nữ có quyền được chở che, được nũng nịu và được yêu thương sau tất cả những gì họ đã hy sinh cho gia đình. Hết bài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 4 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Chúc các em học tốt và thi đạt kết quả cao.